một ngày nào đó mình cảm thấy mấy cái chữ ký này nó ngoằn ngoèo quá. Cái lúc mà cuộc đời của mình gặp quá nhiều sóng gió, quá nhiều những cái điều khiến mình cảm thấy mệt mỏi, cái tự nhiên mình nghĩ là có bao giờ là do chữ ký của mình không, nên là thi đổi. Và từ ngày đổi thì đúng là mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em cứ tưởng là những ai mà nhiều đất đai tài sản á là phải ký thật là ngoằn ngoèo để cho người ta không có bắt chiếc được cái chữ ký của mình. Cho nên là em ký rất là ngoằn ngoèo luôn. Vậy là có nghĩa Giang nhiều đất đai tài sản? Không không, ý là em nói cái người này. Thế cho nên là bây giờ em sợ là nó sẽ gập ghềnh như vậy, thì em cũng nên là thay cái chữ ký của em đúng không chị? Chị nghĩ là mình đơn giản thôi. Tại thật ra cuộc sống á, đối với chị nha, nhiều tiền, nhiều đất đai không quan trọng bằng cuộc sống mình. Nó lúc nào cũng bình yên, thư thả, nhẹ nhàng. Chị thích như vậy hơn là chị thích giàu. Chúng ta vừa nghe trên sân khấu là bài hát đầu tiên của Bảo Thi đúng không? Và hôm nay thì anh nghe được phối khác, hơi jazzy một tí, dựng hơi Broadway một tí. Đây có phải lần đầu tiên bài hát này được phối theo kiểu đó không? Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên bài Baby Đừng Quay Gót được phối lại theo phong cách jazz. Và nói thật luôn là khi mà em nhận lời tham gia chương trình này á, em cảm giác mình trở lại cái khoảng thời gian mà mệt mỏi cực khổ nhất. Bởi vì từ lúc lập gia đình đến nay là gần một năm rồi. Trong suốt một năm qua là chỉ có đi du lịch, đi chơi và ăn thả phanh luôn. Mình vừa nhận lời bài hát đầu tiên rồi lỡ mà mập là không được, nên em đã có một cái chế độ giảm cân cực kỳ khắc nghiệt. Quý vị thấy ngày hôm nay Bảo Thi có xinh không ạ? Rất xinh và gọn gàng. Cảm ơn Giang, Giang nói thiệt nha. Không, em luôn luôn nói thiệt. Có một cái đoạn lúc nãy mà đất đai là em nói đùa thôi. Nhờ quý vị đùa. Thưa quý vị, là bài hát này với cái lứa tuổi mà ngày xưa đi học á, là không ai mà không biết. Tại vì mọi người hay ra tiệm net và chơi cái trò chơi mà bấm 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 lên này. Bảo Thi vô cùng nổi tiếng. Chị có nhiều kỷ niệm với ca khúc Baby Đừng Quay Gót này không? Đây là cái bài hát đầu tiên mà Thi viết lời Việt. Nó là một ca khúc nhạc Hàn Quốc của ca sĩ Lee Hyori, cũng là một trong những thần tượng của Thi á. Thì ngày xưa em vô tư lắm, em chẳng có nghĩ là ca khúc này sẽ trở thành bài hit hay là mình sẽ đem ca khúc này trình diễn đâu. Lúc đó mình có một cái blog và mình viết bài hát hay là thu âm cái bài hát nào mình update lên đó cho mọi người cùng nghe, mọi người chia sẻ cảm xúc. Và như vậy thôi là thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà không ngờ là một cái cơ duyên là người bạn em đăng ký cho em thi Miss Audition. Và mọi người có dò qua cái blog của em xong nói: ủa em biết hát hả? Thế là dạ em biết hát. Vậy thôi em trình diễn một bài trong đêm chung kết cho vui nha. Đó, thế là nó có một cái version trong cái đêm chung kết đó. Thế thì có thể nói là Bảo Thi là một trong người tiên phong trong việc đưa bài hát của mình lên mạng. Nhưng mà sau đó được nổi tiếng nhanh như thế thì có nhiều áp lực không? Lúc đó em lại chẳng thấy có một áp lực gì hết, mà em cảm thấy cực kỳ sung sướng. Bởi vì nếu như mà không có cái cuộc thi đó thì có lẽ bây giờ Bảo Thi sẽ là một cô bé sống ở bên nước Mỹ và đang đi du học một cái chuyên ngành nào đấy. Và lúc đó em nghĩ đơn giản lắm, học thì lúc nào cũng học được, nhưng mà được sống với đam mê của mình và có thể trở thành người nổi tiếng chỉ có duy nhất một lần trong đời thôi. Em ngày xưa cái lúc mà em đi học á là em không có thích Bảo Thi nha. Lúc đó là em thích thầm các cái bạn trai trong lớp với trong trường. Nhưng mà cái bạn trai luôn luôn nói là ước gì người yêu tao là Bảo Thi. Tại vì trắng rồi xinh lắm, em không thích, em ghen. Lúc đó là em vẫn còn đi xin tiền mẹ, là một tuần là mẹ em cho em 50.000, 100.000 gì đó. Thì đã có những cái tin đồn đoán trên mạng gì tai nhau là Bảo Thi cát xê là rất là cao. Thì lại càng ghen hơn nha mọi người. Tại sao có người có tất cả mà tôi không có gì kiểu vậy. Bây giờ chị nói là cái đồn đoán lúc đó nó có đúng không? Có thật là cát xê lúc đó của Bảo Thi cát xê đầu tiên đã khủng? Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần duy nhất mà Thi nói thật luôn. Cái cát xê của Thi sau cái chương trình đó là 15 triệu. 15 triệu lúc đó. Năm đó là năm bao nhiêu ạ? À 2006. Trời 2006. Nhưng cái chính là có kín sâu không? Nói thật luôn, thêm một lần nữa chết rồi, chương trình này mình nói thật hơi nhiều. Dạ không, chương trình mà này là để nói thật. Nhưng mà đâu có sao đâu, bây giờ mình cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, mình có còn sợ gì nữa đâu nhờ. Chắc người ta cũng không ghét mình nữa đâu, bởi vì mình luôn dễ thương mà. Đúng rồi. Cuộc sống của Thi ở trong khoảng thời gian đó là sống trên xe với máy bay nhiều hơn ở nhà. Có những lúc á, mình xa ba mẹ mình nhiều quá, ngồi trên xe quá lâu. Có những ngày diễn
5 show tới 7 show và có những cái điểm cách nhau 50 km, có điểm 100 km luôn. Rồi có những lúc mình bay ra Hà Nội, mình sống ở ngoài đó một tuần 10 ngày. Rồi vừa bay về tới Sài Gòn thì lại chuẩn bị bay đi Nha Trang, lại ngồi xe đi Cà Mau, thì hoàn toàn dành cho công việc thôi, không có một chút xíu gì riêng tư, không có một chút xíu gì gọi là sống cho riêng bản thân mình, không có bạn luôn. Ngoài anh Vương Khang gần với mình hay đi diễn chung với mình, hoặc là anh Quang Vinh, nhưng mà anh Quang Vinh thì cũng là những lúc diễn chung mới gặp thôi. Nếu như Hương Giang nhớ về chuyện cắt xê cao thì anh lại nhớ hồi đó anh làm chương trình ca nhạc thì thường xuyên phải tìm kiếm rất là nhiều thông tin. Mặc dù là cô này thì xinh rồi, cái việc đó miễn bàn, anh nào cũng nhìn thấy xinh, anh cũng như thế. Nhưng mà lúc đấy thì anh tìm thông tin và anh nhớ là có một thông tin nào đó nói về câu chuyện là em dùng tiền của bản thân để em làm MV gì đó. Và anh rất ấn tượng với một cô gái trẻ như thế mà lại làm mạnh dạn như thế. Với cái album đầu tiên của Thi á, ngay thời điểm đó mình mới bước chân vào nghề thôi, là em đã mượn bố mẹ 500 triệu để đầu tư cho cái album vol 1 của mình. Cắt xê 15 triệu, mượn bố mẹ 500 triệu để anh tính xem là bao nhiêu show thì mình sẽ lấy lại được. Hình như trong vòng chỉ khoảng 1 tháng thôi. Tại vì vừa xong cái thời gian đó là Thi trúng rất nhiều quảng cáo. Chỉ cần một vài cái quảng cáo thôi và mình đi hát thêm là đã có thể trả lại cho bố mẹ rồi. Thật sự á, khi mà em mượn bố mẹ á, thì bố mẹ không bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại đâu. Coi đúng như là rồi, cho đúng luôn rồi. Đúng không? Nhưng bản thân em từ lúc nhỏ xíu cho tới hiện tại thì em chưa bao giờ làm bố mẹ buồn hay phật lòng bất cứ vấn đề gì. Và em nghĩ rằng cái gì mình đã nói á, thì mình phải làm được. Và những cái điều đó sẽ khiến cho bố mẹ mình cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì ít nhất bố mẹ mình nghĩ trong lòng là một đứa con giữ được lời hứa với bố mẹ thì sẽ không bao giờ thất hứa với bất kỳ ai nữa. Một cô gái rất là sòng phẳng đó. Phải nói rằng là sau thành công của Baby Anh Đừng Quay Gót thì lúc đó là Việt Nam mình rộ lên một cái trào lưu, đó là hát những cái ca khúc mà nhạc ngoại lời Việt. Nhưng mà lúc đó nó cũng xảy ra một cái hiện tượng, đó là có những cái bạn cho rằng là cứ hít là nghe và rất là yêu thích cái hình ảnh của Bảo Thy. Nhưng đâu đó cũng có người cho rằng là Bảo Thy đang mượn cái công sức của người khác. Thật sự mỗi lần mà mình hát một cái ca khúc nhạc ngoại lời Việt, mình đều có ghi rõ là nhạc ngoại lời Việt Bảo Thy. Nhưng mà đúng như Giang nói là nó tạo ra hai cái làn sóng rõ rệt. Một á, là những cái người rất là thích những ca khúc của mình. Còn hai á, là anti-fan. Mà đã là anti-fan thì mình làm cái gì cũng ghét mình hết. Đúng. Và lúc đó Thi là một cô bé mới lớn, Thi cũng ngang bướng luôn. Thi nghĩ là ủa, mình đâu có làm gì sai đâu. Những bài hát của mình đều có xin quyền tác giả rõ ràng, đều có đăng ký trên cục. Mình không hề lấy chất xám của bất kỳ ai cả. Mình ghi rõ nguồn gốc. Và giống như các anh chị em ca sĩ của mình cũng có rất nhiều ca khúc nhạc hoa lời Việt và thành công. Nhưng mà có một bước ngoặt khiến cho Thi phải thay đổi cái tư duy, đó là vì FC của mình á, cứ phải đi cãi nhau với anti-fan hoài. Tự nhiên mình cảm thấy là hay là mình thay đổi đi, mình bớt cái tôi của mình lại một chút xíu, nghĩ cho fan của mình một chút xíu. Và phải chứng minh được một điều, đó là Bảo Thy hát nhạc Việt hay nhạc ngoại gì á, cũng phải thành hit hết. Và chính ở thời điểm đó xuất hiện các ca khúc Ngôi Nhà Hoa Hồng, đúng Khóc Thêm Lần Nữa, Ngọn Đồi Trong Trống, Công Chúa Bong Bóng, Ngốc Nghếch, Đa Nghi, và còn rất 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 nhiều các ca khúc hit made in Việt Nam 100%. Và chắc chắn là phải cảm ơn những cái người anti-fan đã làm cho Bảo Thy giống như là chị nói, đó là bực. Vì bực thì chúng ta mới có một chuỗi những cái ca khúc hit vô cùng đình đám ở thời điểm đó. Và ngay bây giờ trên sân khấu, thưa quý vị, liên khúc Ngôi Nhà Hoa Hồng, Công Chúa Bong Bóng và Ngốc Nghếch. Thank you.
dàng mềm tóc em thật êm, nói với em đây là dòng suối mơ. Em không quên ngày xưa đôi ta bước chung đường hai hàng cây xanh lá, cánh hoa hồng anh cài lên tóc em thênh thùng, rồi anh ôm em vòng tay ngất ngây và tìm em.